Bánh tuổi thơ này cũng khá lâu rồi mình chưa ăn lại, tự nhiên thèm nên tự bắt tay vào mần luôn. Bị gì nó cũng dễ làm, công thức thì như trên video đó. Bước nấu nước đường cùng nước cốt, không cần nấu sôi, chỉ cần tàn đường là được. Quan trọng là khâu rang bột với lá dứa. Làm như thế nào để biết bột chín thì không phải ai cũng biết. Làm không chín ăn rất dễ bị đau bụng. Rang bột với lửa nhỏ đến khi nào lá dứa khô giòn và mình nếm ít bột vào miệng, thấy bột tan ra là bột đã chín. Chờ bột nguội, muốn làm bánh mấy màu thì chia bột ra làm mấy phần tương ứng. Đây mình có 2 màu nên mình chia làm 2 phần bột. Chia nước đường và nước cốt ra làm 2 phần luôn, bóp cùng với bột ép vào khuôn. Kha kha, nhà không có khuôn bánh in, lấy luôn khuôn đựng nước đá làm nè. Sáng tạo ghê không, mà xạo là tán à nha. Bánh có hình hoa văn đẹp ghê chưa. Làm tương tự các bước với màu xanh lá dứa. Bánh này làm xong, nếu muốn bánh cứng hơn, các bạn có thể đem ra phơi nắng hoặc cho vào tủ lạnh để ăn dần, tầm 2-3 hôm cũng ngon nha. Nhớ hồi xưa bà hay làm món bánh in cho ông ăn và uống cùng với nước trà nóng. Mình vì thế mà có cơ hội ăn té. Thời gian có thể lấy đi mọi thứ, kể cả ông bà, nhưng kỷ niệm thì vẫn còn sống mãi.